Ah, hell. There's fog up ahead. I can't see more than 20 yards. We're pushing through. Edwards, I'll drive. You jump out and scout ahead. Don't be a hero, lad. Just do your job. Let's all get through in one piece, eh? If you get into trouble, we'll be right behind you, lad. Ok, giờ xe tăng mình có phế rồi. Giờ Black Pass through Bolongwood. Chúng ta sẽ đi dẫn mấy cái xe này qua mấy cái chỗ như thế này. Chúng ta đã qua được cái phần đầu tiên của... Oops. Bấm nhầm nút rồi. Qua được cái phần đầu tiên của Through Mud and Blood. Đây là phần thứ hai mà chúng ta không có súng nào khác ngoài cái súng lục này. Con này ghê chứ, xe tăng mà sao không thấy ai hết ta. Mình nghĩ là cái đây là khu của quân đồng minh, quân Đức hay gì đó. Đáng lẽ phải có người chứ, tại sao là scout the camp and spot enemy enemies. Làm sao để ngồi xuống ta. Mình không rõ là mình đang đâu, mình buộc phải làm cái gì nữa. Wow. Không có stealth thác đao hay sao ta. Xuống này. Ôi bắn một phát mà nó la làng vậy luôn hả? Wow, mình còn đúng 50 giọt. Wow, mấy đứa căng quá vậy? Sao nhắm vô mỗi mình anh không vậy? Tôi thấy có súng gì ngon không ta? Rồi có cái shotgun, có cây lưỡi lê nữa chứ. Nên mình móc lớn rồi. Bắn hoài. Xong hết chưa? Để coi. Edwards, there you are. Đó, sửa liền. Ngon magic rồi. Driver, that's magic. Đụng vô mấy cái cục này cũng mất máu nữa nè. Có đồ gì ngon không? Trip wire bomb, giống như mình trong Battlefield 4 vậy. Chúng ta có một cây súng mà chúng ta chỉ có khoảng 23 viên đạn. Làm sao chúng ta phải tiết kiệm đi nè. Wow. Cái khu này càng lúc càng đi càng không thấy gì hết ta. Wow, spot nè. Spot xong rồi, không biết có thằng nào nữa không ta. Thôi chỉ có hai thằng thôi. Wow, biết nó thấy mình không ta. Những game như thế này nó không có cái chế độ mà kiểu như là stealth takedown hay gì đó để mình giết thằng này từ sau lưng hay gì đó để nó không phát hiện ra. Có. Không biết nó nói chuyện với ai vậy trời. Nhưng mà phải đi sát lại gần nó mới được. Nói chuyện với ai vậy ta. Chết, không còn gì để nói. Có cái xẻ, có cái rìu nữa nè. Mình thích cái shotgun này hơn. Rồi Silent, có cái súng lục mà nòng giảm thanh luôn quá. Này là gì đây? Pick up axe. Mình có một cái rìu. Ok, ngon lành. Mình sao mình bấm nhầm nút vậy ta? Automatic train. Hay cầm shotgun ta. Shotgun thì nó la to quá. Ok, để thử cái này coi. Không biết còn ai đúng không ta? Oops. Cái này như là dòng su hay gì đó dụ tụi kia lại hay sao ta?
mình coi xung lục giảm thanh mà ta. Chưa gì mà tụi nó làm lớn tiếng rồi. Chúng ta còn khoảng 3 viên. Đúng là Battlefield kiểu như muốn stealth cũng khó rồi, thì như thế này nó khai giá khác mẹ tuyến tính. Wow quá thanh niên. Đâu rồi. Uầy, nó có nguyên một cái cây súng kia luôn. Căng quá căng. Ồ, để mình dọn đường cho bét đi mới được. Bét sao quá. Rồi, bét tới. Má hầm mộ đây quá trời luôn. Mình giống như đi dọn người đi dọn đường vậy ba. Căng vãi căng. Có ai nữa không ta? Nhưng mình check trong đây để coi có mẹ đồ súng cối kiểu. Wow. Cái này như súng phun lửa vậy phải. À không, súng của tụi support. Từ từ đã mấy ông nội, từ từ đã. Thôi, đi luôn đi. Tất nhiên rồi. Ok. Nó phải mở đường thì chúng ta mới đi được. Mà mình không biết cái chỗ này là cái chỗ gì mà làm gì nó đóng quân ở đây mà nó tối đen khui mà nó toàn sương mù không. Mà tụi này nó vẫn chịu khó này nha. Một em. Hai em à. Nói chung á, các bạn nào chơi mà tích góp từ khoảng thời gian mình chơi Battlefield 4 khá là dài thì bạn không thấy ai á, thì bạn cứ bấm Q đi, cứ spam Q nhiều vô rồi đó, hồi bạn sẽ tự động thấy. Mặc dù mắt thường bạn không thấy nhưng mà giờ làm sao bắn này ta? Wow, không phải lâu game này cũng có stealth chứ. Sao tích thò lò vậy? Mình nó thấy không ta? Nó không thấy thì nó có cái thanh trên đầu nó thể hiện cái mức độ thấy của nó. Riết mà game Battlefield giờ nó giống như một cái tựa game stealth khác vậy ba. Giờ mình mới hiểu cái cách của tụi này rồi. Diệt mấy thằng đứng canh mấy này kìa. Wow. Sao thấy mình bên đây luôn ta? Nó thấy luôn mới ghê chứ. Mắt mày mắt như mắt đại bàng vậy ba. Kỳ kỳ sao ba. Wow. Ôi vãi, hết hồn. Giờ mình sao đây trời? Chắc lùi lại thôi. Nhưng mấy em nữa thấy mình rồi. Giọng đứa nào vậy? Nó nói tiếng Đức thì vậy. Nhưng mình đâu có hiểu tiếng Đức đâu trời. Con mẹ mày. Nghe cái tiếng đâu á ta. Mà mình không biết nó đâu hết. Má nghe tiếng ở đâu mà nó sẽ Elite class luôn ghê vậy. Mày thì Elite class đó mày. Wow. Phải ngồi xuống chứ nãy giờ mình đi đứng nghe được cái tiếng. Wow.
riết mình giống như sát thủ đích thực vậy ba. Không không, bỏ đi. Nó nghe cái tiếng luôn mày ghê chứ. Máy này tinh. Tinh dễ sợ. Nãy mà mình vô phan phan là vô là dính rồi. Nó tiên gì vậy trời. Wow, đừng đi xuống đây nha bạn. Bình tĩnh. Đó, quá đẹp. Giết từ từ. Chúng ta từ từ rồi sẽ láng ở nguyên khu này thôi. Đang nói chuyện với ai vậy ta? Sao nó đứng đực ra luôn rồi? Mình dưới thằng trên hay thằng trên thằng dưới trước ta? Nghĩa là thằng kiểu là nó có một cái khoảng thời gian để là nó phát hiện, nhưng mà kỳ nó thời gian nó cũng khá là dài để các bạn có thể stealth được một số lần nhất định. Mà cái này các bạn phải cẩn thận thôi. Ủa, nó đi xuống luôn ghê bay. Oops. Mấy này đổi vị trí ta. Nó biết rồi nhưng mà nó vẫn không biết là ai làm, hoặc nó vẫn đang tìm hiểu, tại vì là chiến tranh mà. Cho nên bạn bị giết bị lúc nào rồi là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng mà tại sao là lại có người chết trong doanh trại hay con mẹ gì đó thì đó là cái chuyện khác. Sao đi xuống kia lẹ quá ta. Sao này xuống kia lẹ vãi đái luôn. Á, cái giọng của mấy đứa này á. What the fuck. Ủa sao tự động nó chết luôn rồi, what the hell. Nếu mà nó tự động nó chết rồi mình xử hết nguyên đám này á là nó mới tự động nó gọi. Kia tự nhiên tự động chết luôn rồi, nice. Thank you. Má mình xử khu này quá đẹp. Let's go man. Anh mày đi nguyên một cái đường dài để xử hết nguyên đống này. Quá easy. Lúc đầu không hiểu nhưng mà lúc sau cũng đã hiểu. Giống chơi stealth nhưng mà chơi mình chơi lúc mà mình chơi Mafia 3 vậy á. Chắc là tới đây nó mở checkpoint, mình nghĩ là vậy. Wow. Bet còn khá là xa. Ủa, hồi nãy mình giết mình không cần phải sử dụng bất cứ thứ gì. Thế là một thứ ngoài lề đó là mình hiện tại mình đang làm cái series Mafia 3. Và có lẽ mình sẽ cố gắng xong sớm để các bạn có thể coi full tập của Battlefield 1 trong khoảng thời gian sắp tới. You're a bloody killing machine. Right proper assassin. Chứ còn con mẹ gì nữa. Robber Assassin mình má bao nhiêu năm cày Assassin's Creed để làm cái gì? Ông biết tôi là tôi chơi nhiều Assassin's Creed, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed. Ooh, what the fuck. Syndicate cái kiểu. Nhưng mà giờ nó chặn đường, hôm nay mình đâu có qua được đâu. Really, nigga. Sao mình qua đấy? Giờ nó hết sương mù, trời bắt đầu sáng rồi chứ. Căng đét. Rồi, hết stealth. Wow. Nó giỏi quá không đi. Cây này bắn khó chết quá. Nào chỗ bom vậy. Từ từ sửa cái đã. Đi đúng lẹ luôn. Này nó muốn sửa mày ta.
Rồi đó, xong rồi đó, đi tiếp đi. Căng đét. Chỉ mong là chúng ta về được nhà mình. Mình coi cái trailer của Battlefield 1 á, mình cũng không ngờ là tụi nó sống sót. Mình nghĩ là ăn gỡ ba viên đạn bự tao đùng vậy á, mình nghĩ là nó sẽ chết, chứ không nghĩ là nó sống gì đâu. Mình phải nói là khung cảnh rất là đẹp rồi đó. Đẹp dễ sợ. Ups. Súng lục bắn sau tới trời. Nó sao tích luôn trời. Phải lên xử mấy thằng như thế này mới được. Bét to quá. Con bét nó to quá, làm sao mà mình xử nguyên đám được. Súng nhắm mấy con mẹ gì không ta. Nhưng mà súng nhắm thì cũng đâu có giảm thanh được nhiều đâu. Tôi đang nghi ngờ, tôi đang đi xuống á. Chúng ta có trường giống như Call of Duty nha mấy bạn. Nếu bạn nào để ý nãy giờ, nếu mà bạn chạy vừa chạy chạy đi một hồi sẽ có bạn móc X á, thì nó sẽ trường. Tôi đang đi xuống rồi. Sao? Đừng có đứng lại nói chuyện với nhau nha mấy ba. Tách ra nhau mà đi đi. Đó, chết ngay. Còn thằng bên thuốc bên kia nữa hả? Đây là cái cờ của nó hay sao á, nhưng mà cái chỗ gì đó. Mình muốn cho đảm bảo thôi. Đi lại gần. Để đảm bảo là nó không thấy mình. Wow. Nó nói tiếng Đức nghe khó chịu dễ sợ luôn á bà. Không biết trong cái khu đâu. Má nghe cứ như tiếng tàu. Số đông quá gì. Nếu mà mình không có làm stealth được cái khu này á, lát rồi mình sẽ trả giá khá là cao. Quân mình sẽ mất khá là nhiều. Ich sag dir was. Nur weil ich das Beste für unser Land will, bestraft mich der Hauptmann ständig. Was ist daran falsch, hä? Rồi khi nào là Battlefield nó muốn làm một cái hệ mới chỉ để stealth cho bạn thay đổi cái trải nghiệm trước Battlefield trước đây. Biết trên cái pháo đài này nó có ai không ta? Chỉ sợ tụi nó thấy người chết xong tụi nó lao xuống á. Đừng đi check xung quanh cái đây. Không biết rõ có ai trong đây nhưng mà mình thấy nghi lắm. Cần phải check. Để đảm bảo là không có ai trong đây. Gì đây? Get the field man. Wow. Thằng kia đi xa dữ vậy trời. Wow. Mày thì hút thuốc, lần cuối mày hút thuốc luôn á. Người ta đều cần phải đảm bảo cái chuyện này không bao giờ xảy ra nữa. Căng đét. Hình như mình thấy một thằng sau lưng thằng đó nữa. Cái khu này có ai không ta? Mình ít tiếng nhiều nhiều không phải không có nghĩa là nó không có ở đó mà. Cái chỗ này dẫn đi đâu ta? Không có đâu ta. Cái này cũng được đó chứ. Súng càng hả? Ok, bố đi Assassin's Creed tiếp. Ồ, nó có xe tăng, nó có xe tăng. Nó có xe tăng bà con ơi, nó có xe tăng. Sao để lén đằng sau lưng nó đi trời. Spot thì cũng spot hết trơn rồi nhưng mà để chúng ta tìm một cái đường kia vô khác. Nhìn chỗ khác chưa ta? Chỉ sợ nó phát hiện thôi, tại mình không muốn làm lớn cái chuyện này. Tại thằng bên kia nó có cái xe tăng nữa.
Hoặc là hay là mình lấy cái tăng của nó để mình giết hết nguyên đám trong đây thôi. Khó chịu vậy. Lãng qua quá hay. Assassin's Creed mode on. Xin check trong phòng này có ai không? Không. Thằng kia nó nhìn gì mà không biết, nó thấy không ta? Không, thằng kia không thấy. Làm sao để đi lại cái xe ngay chỗ đó trời. Mình sợ là cái xe tăng nó sẽ thấy, hoặc là mình nghĩ là chắc nó đang canh cái xe tăng thôi chứ. Nó... cái xe tăng không có ai, mình nghĩ là vậy. Mình spot liên tục luôn rồi để xem có thằng nào nó chỉ không. Khung này chắc không. Chắc hết rồi đó. Không có thằng này đó. Mình nghĩ là vậy. Nếu may mắn là vậy. Rồi còn thanh niên nào nữa không? Vãi cái đái. Xong chưa? Wow. Có một chiếc xe tăng bị kẹt, đâm ra giờ nó mới mở được cái nhiệm vụ tiếp theo cho chúng ta. Rồi quay trước. Wow. Bắn rác thế mới bộ. Wow, rồi, chúng ta còn mỗi xe tăng rồi đó. Chúng ta nhìn mình nhớ có một cái tank Wager gì ở đây mà. Đùa phát chết luôn. Mà cái xe đó phải nằm xuống mới được. Rồi đây canh cái này, đi đâu. Wow, nó bắn một phát ngay mặt luôn trời. Nó chạy đúng xa luôn á. Wow, hết rồi hồn. Mấy này nó bắn căng dễ sợ. Cái xe đằng chúng ta có cái xe chống tăng. Nó bắn cái súng chống tăng. Một phát là chết luôn. Wow. Nhưng mình bỏ cái cục kia đâu rồi ta. Return the Black Best. That's enough fun and games for a Tuesday. Get in and drive, Edwards. Let's get out. That was outstanding, Edwards. You'll have yourself a medal if we get through this. So she needs new spark plugs. Check how far that village is. Can you see it, son? Can you see the village? Yes, I see it. And what about our tanks? Can you see any of our tanks down there? Edwards? Yeah.
but they're not ours anymore. Sounds like whatever Bess needs is down in that village. All right. Let's go, Edward. Let's go. Good luck. Come over here. That tank is going nowhere and he'll be dead by morning. We're fucked. What's it? You're just gonna abandon the mission, are you? Don't you get it? Finch, Pritchard, all of us. We've been fucked all along. If that's what you want, McManus, then just go. Don't you ever talk to me like that. I've ran more fucking missions than you have had hot dinner, son. McManus, just fucking go.